Livestream dễ hay khó? Livestream là đòn bẩy để phát triển doanh thu bội số mà chi phí thì lại vô cùng tối ưu, nhưng lại là công cụ mà nhà bán hàng khó để chinh phục. Đừng lo, livestream sẽ trở nên dễ dàng hơn khi anh chị đến với khóa học live điêu luyện cùng Shopee Uni tại video này. Đặc biệt, anh chị nào hoàn thành mức cơ bản, vượt qua bài đánh giá ở cuối video sẽ có cơ hội đến với khóa nâng cao được hướng dẫn trực tiếp bởi chuyên gia, và trong đó chúng ta sẽ được vén màn những bí mật thành công trên Shopee Live nha. Và xin chào đón các anh chị, chúng tôi là đội ngũ đến từ Học viện Shopee, Shopee Uni Việt Nam. Đây sẽ là khóa học dành cho những nhà bán hàng muốn chinh phục Shopee Live. Hy vọng rằng các anh chị đã chuẩn bị sẵn cho mình một cốc nước, một chút đồ ăn nhẹ, một không gian thật là yên tĩnh, năng lượng tràn đầy để chúng ta bắt đầu buổi học ngày hôm nay nha. Em Tùng Xuân xin giới thiệu những nội dung chính trong video. Thứ nhất, Shopee Live và những tính năng cơ bản. Thứ hai, trang thiết bị và studio. Sau đó chúng ta sẽ được vén màn 10 yếu tố vàng trong làng livestream. Một phần không kém quan trọng đó là chính sách và quy định của Shopee. Cuối cùng là hiểu khách hàng của bạn và cách ứng dụng theo từng ngành hàng. Anh chị có thể bỏ qua phần mình đã biết và vào thẳng nội dung muốn học bằng cách click vào thanh thời lượng của video nha. Nhưng em bật mí, phần tối ưu hiệu quả livestream dựa trên 10 yếu tố vàng trong làng livestream là điều mà ai cũng cần phải biết, đừng bỏ qua nha. Đầu tiên, hãy cùng bắt đầu với phần hướng dẫn của anh Jun, chuyên viên đào tạo của Shopee Uni nha. Xin chào mọi người, mình là Jun đến từ Shopee Uni. Để bật livestream ở trên app Shopee, chỉ cần 3 bước đơn giản và dễ làm, cầm điện thoại lên và làm cùng với Jun nha. Có hai cách để bắt đầu livestream. Cách thứ nhất, bạn mở app Shopee vào mục Tôi, chọn Shopee Live. Ở giao diện Shopee Live, bạn sẽ thấy nút livestream ngay màu cam rất to ở dưới góc màn hình. Nhấn vào đây, hoặc không thì mình nhấn vào nút bật live để thiết lập livestream nhé. Cách thứ hai, nhanh hơn một chút là vào thẳng biểu tượng live ở trang chủ, chọn camera ở góc phải màn hình là xong. Xong bước 1 chưa ạ? Ở bước 2, chúng ta sẽ thấy các hướng dẫn chi tiết và đơn giản ở trên màn hình, mình làm theo giúp Jun. Ở đây thì mọi người lưu ý là mình nên chọn ảnh bìa rõ nét và đẹp. Tên phiên live thì nên in hoa và thu hút người xem. Và quan trọng là đừng quên thêm sản phẩm vào giỏ hàng của mình. Khi mà mình đủ yêu cầu rồi thì cái nút tiếp theo sẽ chuyển từ màu xám sang màu cam. Nhấn vào đây giúp Jun. Bây giờ chúng ta canh lại góc máy, thêm hiệu ứng làm đẹp nếu muốn và kiểm tra lại giỏ hàng của mình. Sẵn sàng rồi thì nhấn bắt đầu livestream để lên sóng thôi. Trong màn hình giao diện khi live, lần lượt sẽ có các biểu tượng. Đầu tiên, ở góc trái phía trên màn hình sẽ là thông tin phiên live và chất lượng đường truyền có ổn định chưa. Ngay bên dưới sẽ là hiển thị số lượt xem trực tuyến. Phần hiển thị sản phẩm ở đây thì shop có thể ghim các sản phẩm lên màn hình khi livestream. Mục đích sẽ giúp cho người xem có thể vào trang bán hàng để xem được thông tin chi tiết của sản phẩm. Và khi shop mình giới thiệu đến sản phẩm nào thì ấn hiển thị sản phẩm đó lên nhé. Ở thanh công cụ bên dưới, chúng ta sẽ có giỏ hàng của bạn. Ở đây có một con số, đây là số sản phẩm đang có trong giỏ hàng của mình. Kế bên sẽ là icon bình luận, voucher 30 giây nè, đấu giá và bình chọn. Và còn rất rất nhiều tính năng khác, shop có thể ấn vào tất cả để mình khám phá thêm. Ở phía trên, góc phải màn hình sẽ là tính năng thưởng xu. Trên nữa là dữ liệu trực tuyến ngay trong cái phiên livestream này. Nút chia sẻ sẽ giúp cho shop có thể lấy được một đường link và chia sẻ đến những người xem ở trên kênh khác. Để kết thúc phiên live, hãy nhấn vào dấu X ở góc phải bên trên màn hình. Sau khi mà kết thúc phiên livestream thì shop có thể xem lại là thông tin chi tiết nè, nhật ký hoạt động và cuối cùng là xem lại phiên livestream. Ngoài ra, Shopee còn hỗ trợ livestream bằng máy tính. Anh chị khi mình livestream bằng máy tính thì sẽ cần đến những cái phần mềm hỗ trợ. Hiện nay phổ biến nhất là OBS. Chi tiết cách hướng dẫn livestream trên máy tính ra sao thì mình có thể truy cập vào trang web của Shopee Uni. Các tính năng của Shopee Live thì luôn luôn được cập nhật và cải tiến dựa trên cái nhu cầu sử dụng của người dùng và được chia ra làm 6 nhóm tính năng: tăng lượt xem, tăng tương tác, tăng khả năng chuyển đổi, tăng lượt theo dõi, tăng trải nghiệm người dùng và đánh giá hiệu quả. Bật mí nhỏ, đây cũng là định hướng Shopee sẽ phát triển các tính năng khác trong tương lai. Đầu tiên là nhóm tính năng giúp tăng lượt xem, gồm một số cái tính năng tiêu biểu như sau. Thứ nhất, anh chị hãy tạo và chia sẻ lời nhắc. Đây là một công cụ rất là hữu dụng để mà truyền thông trước cái livestream của mình. Các khách hàng mà đang theo dõi shop á, sẽ nhận được một cái lời nhắc và thông báo về phiên livestream này. Ngoài ra thì shop cũng có thể chia sẻ lời nhắc livestream lên các kênh khác để kêu gọi các khách hàng của mình. Thứ hai là thưởng xu. Theo Shopee thống kê
các phiên live có sử dụng tính năng này sẽ tăng 6 lần lượt xem so với không dùng. Khi đó, trên livestream của shop sẽ có một biểu tượng thưởng xu. Điều này sẽ giúp thu hút và giữ chân người xem, tăng được cái thời lượng xem live rất là tốt. Tận dụng công cụ này kết hợp với một kịch bản tốt á, thì shop sẽ tăng được cái cơ hội giới thiệu sản phẩm nè, những cái chương trình khuyến mãi mà shop đang có. Một công cụ nữa cũng thường xuyên được áp dụng để tạo cái hiệu ứng hào hứng, mong chờ xem live, đó là tạo ra các mini game. Shopee thì đã có sẵn một tính năng vòng quay may mắn với nhiều tùy chỉnh đa dạng. Các anh chị thường dùng công cụ nào để tăng được cái lượt xem? Chia sẻ với Jun và người bán khác ở phần bình luận nhé. Shopee Live cũng giúp tăng lượt theo dõi của shop rất tốt. Lượt theo dõi càng cao sẽ giúp cho shop của chúng ta tăng độ uy tín và khả năng thuyết phục khách hàng chốt đơn dễ dàng hơn. Shop có thể tạo mã giảm giá dành cho người theo dõi mới. Khi mà xem livestream, nếu người xem chưa có theo dõi shop mình á, một voucher sẽ hiện ra để cho người xem nhấn vào đây theo dõi và lấy mã giảm giá. Hoặc có thể dùng công cụ đấu giá và chỉnh chế độ chỉ dành cho người theo dõi shop mới có thể tham gia được. Shopee Live đang ngày càng có nhiều tính năng hữu ích để giúp người dùng có trải nghiệm tốt nhất. Trong đó phải kể đến tính năng làm đẹp và hiệu ứng, lên hình là bao trắng mịn màng giúp mình tự tin hơn rất là nhiều. Tuy nhiên, một lưu ý nhỏ nhỏ là đối với những sản phẩm mà khách hàng muốn thấy rõ màu sắc, chi tiết thì nên dùng những hiệu ứng nhẹ nhàng nhằm đảm bảo được cái tính chân thực cho khách hàng để giúp cho họ dễ dàng chốt đơn hơn anh chị nhé. Tiếp theo, Jun sẽ giới thiệu một tính năng cực kỳ đắc lực, đó là người kiểm duyệt. Chức năng này rất hữu hiệu đối với những shop cần thêm một người hỗ trợ xuyên suốt cái phiên livestream. Người kiểm duyệt có thể thực hiện được những cái quyền cơ bản như là ghim cấm bình luận nè, kiểm tra mục tư vấn và nâng cao hơn thì là quản lý giỏ hàng, mã giảm giá, thưởng xu và cài đặt giá trên live. Việc này sẽ giúp shop của mình quản lý phiên live một cách hiệu quả hơn. Và không thể bỏ qua chế độ cửa sổ thu nhỏ là một cải tiến giúp các shop giữ chân khách hàng tốt hơn khi người xem có thể chọn chế độ thu nhỏ trong lúc xem live để thực hiện các thao tác khác. Sau cùng, Jun xin giới thiệu nhóm tính năng hỗ trợ người bán đánh giá hiệu quả các phiên live. Bản dữ liệu trực tuyến giúp anh chị có thể theo dõi các chỉ số livestream ngay trong cái phiên live này. Thứ hai, báo cáo hiệu quả hàng tuần để giúp anh chị tổng kết và đánh giá hiệu quả các phiên live trong tuần. Và cuối cùng là phân tích chi tiết hiệu quả livestream để xem đầy đủ nhất những cái chỉ số trong phiên live. Trong phần vừa rồi, Jun đã giới thiệu các tính năng nổi bật của Shopee Live. Còn rất nhiều tính năng mới sẽ được Shopee liên tục phát triển và cập nhật. Shop hãy theo dõi các thông báo trên ứng dụng hoặc kênh người bán. Và xem chi tiết cách sử dụng những cái tính năng vừa rồi thì anh chị có thể quét mã QR trên màn hình giúp em nhé. Livestream thì không thể thiếu các yếu tố kỹ thuật về hình ảnh, âm thanh và ánh sáng. Và tại phần này, Sun đã mời được anh Sĩ Tuấn, trưởng bộ phận kỹ thuật livestream của Shopee. Anh có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và sản xuất hình ảnh. Và chúng ta cùng đi gặp anh Tuấn nha. Xin chào anh Tuấn ạ. Và như em được biết thì hiện tại các bạn mà đang livestream thông thường á, sử dụng hai thiết bị chủ yếu là về phần máy ảnh hoặc là phần điện thoại. Thì anh có thể cho em biết cái sự khác biệt khi sử dụng hai thiết bị này được không ạ? Đối với những cái thiết bị có thể livestream được bây giờ rất là đa dạng, rất là nhiều. Điện thoại, máy quay, máy ảnh cũng có rất nhiều loại máy ảnh, máy quay cũng rất là nhiều loại máy quay. Cho nên mà những cái người mới tiếp cận với lĩnh vực livestream bán hàng thì chúng ta nên sử dụng những cái thiết bị mobile hiện có. Nó rất là dễ dùng, ai cũng có thể dùng được. Và mọi thao tác tất cả mình đều xử lý ở trên điện thoại hết. Có thể các bạn livestream một người hoặc là hai người thì chúng ta sử dụng điện thoại là đủ rồi. Còn đối với livestream bằng thiết bị máy ảnh hoặc là máy quay thì nó yêu cầu chúng ta phải hiểu về kỹ thuật thì chúng ta mới có thể vận hành được những cái thiết bị đó. Ngoài ra thì nó cần thêm những phụ kiện đi kèm và chúng ta phải cần những cái thiết bị máy tính cấu hình đủ cao thì mới có thể vận hành được một phiên livestream bằng máy quay. Cộng với thiết bị có giá thành nó sẽ cao hơn là thiết của điện thoại và mức đầu tư về nguyên một cái trang thiết bị như vậy thì nó khá là nhiều tiền đối với những người mới. Dạ vâng,
Vậy như em được biết ý, thì yếu tố về ánh sáng cũng là một yếu tố rất quan trọng trong livestream. Thì không biết là anh có thể chia sẻ về các cái loại đèn mà mình hay sử dụng này, cũng như là về sao cách setup làm sao nó hiệu quả nhất được không anh? Đối với đèn livestream thì những người mới thậm chí người ta có thể sử dụng đèn phòng hiện có cũng được. Đèn nhà, ánh sáng tự nhiên bên ngoài. Nhưng mà những mình sử dụng những cái loại ánh sáng như vậy thì nó sẽ không mang lại được cái hiệu quả tốt nhất khi mà người xem, người ta theo dõi cái phiên live của mình. Và để mà cho những người mới thì mình nên đầu tư những thiết bị đèn ring như này. Thì với một phòng live nhỏ thì chúng ta chỉ cần đầu tư khoảng 2 hoặc 3 cây này là đủ rồi. Khi chúng ta đã làm dần quen dần với livestream rồi và chúng ta có điều kiện hơn thì chúng ta nên đầu tư những loại đèn LED như thế này, và nó có phụ kiện đi kèm là softbox để nó mang lại chúng ta ánh sáng nó mềm, nó mịn hơn và người xem được trải nghiệm cái hình ảnh nó tốt hơn, màu sắc sản phẩm nó cũng đúng hơn. Đó, thì về cái lợi ích của ánh sáng mang lại nó là cực kỳ lớn. Đối với về mảng ánh sáng thì như vậy á, thì không biết là ví dụ như em xem livestream trên Shopee á, về các shop mà livestream bằng điện thoại ấy anh, mà khi bọn em nghe âm thanh nó sẽ nhỏ to tùy vào cái mức độ xa gần của người livestream bạn host ấy, thì không biết là các bạn về phần âm thanh ấy thì mình nên chỉnh sửa cũng như là sử dụng thiết bị như thế nào anh nhỉ? Đối với âm thanh thì nó cũng là một cái phần rất là quan trọng. Cái phần nhìn nó đã quan trọng rồi thì cái phần nghe nó cũng không có kém phần quan trọng. Thì khi mà chúng ta không sử dụng những cái dạng mic, đây ví dụ như dạng mic cài áo như thế này, thì hoặc là những cái dạng mic có dây cũng được, thì âm thanh nó sẽ rất là không được ổn định. Khi mà chúng ta đi gần hoặc đi xa điện thoại của mình thì âm thanh nó sẽ bị nhỏ, lúc thì nhỏ quá, lúc thì lớn quá. Thì khi mà chúng ta đã xác định là sẽ làm livestream rồi thì chúng ta nên đầu tư những cái thiết bị micro gắn cài áo như này, thì nó có rất là nhiều loại, không phải cứ cần phải là đắt tiền mới có thể mua được. Thì hiện thị trường có những cái dạng có thể 1 triệu, 2 triệu cũng có thể mua được rồi. Thì chúng ta nên đầu tư về phần âm thanh như vậy để mang lại một cái trải nghiệm tốt nhất cho người xem. Ồ, vậy như anh Tuấn đang chia sẻ ấy, thì em không biết là khi mà setup livestream ấy thì có nhất định phải sử dụng các thiết bị đắt tiền không anh? Ví dụ như hình ảnh và ánh sáng các thứ không ạ? Thực ra cái thiết bị mà đắt tiền nó không hẳn là những cái thiết bị mà mang lại cái hiệu quả tốt nhất khi chúng ta không biết vận hành nó. Chúng ta chỉ nên đầu tư thiết bị khi chúng ta hiểu và chúng ta có chuyên môn về kỹ thuật, hoặc là chúng ta có đội ngũ kỹ thuật để vận hành những thiết bị đó. Còn khi những cái người mới tiếp cận, họ chưa có nhiều kỹ năng, họ chưa có nhiều cái kiến thức về kỹ thuật, thì chúng ta nên đầu tư những thiết bị đơn giản nhất có thể. Chúng ta đừng có focus quá nhiều vào kỹ thuật và chúng ta hãy tập trung vào bán hàng nhiều hơn. Thì khi chúng ta đã quen rồi, từ từ chúng ta vừa làm vừa học, vừa làm vừa học, và chúng ta quen với thiết bị rồi, chúng ta quen với bán hàng rồi, thì chúng ta đầu tư thêm những cái thiết bị về ánh sáng, về máy móc các thứ, thì sau này càng ngày chúng ta nâng cấp lên thì nó sẽ tốt hơn là chúng ta đầu tư ngay ban đầu là những cái thiết bị đắt tiền mà chúng ta không biết vận hành nó, thì nó hoàn toàn là không nên. Dạ vâng, với những setup các anh chị mà livestream cơ bản nhất ấy, thì thông thường các anh sẽ sử dụng cái thiết bị là âm thanh và ánh sáng nào để cho nó phù hợp với chi phí anh ạ? Để mà cho em dễ hình dung thì chắc anh sẽ dắt em đi xem một cái phòng mà nó cơ bản nhất. Dạ vâng, ha, quá tuyệt vời ạ. Ok, thì đây là phòng livestream hiện tại của Shopee. Có cái set đèn thiết bị cơ bản nhất dành cho hot live, hoặc là có thể phù hợp với những nhà bán hàng mới bắt đầu tiếp cận với livestream. Thì thiết bị nó đơn giản thôi, nó chỉ có khoảng 2 cái đèn. Chúng ta xài điện thoại để livestream và chúng ta đầu tư một cái chân để gắn điện thoại lên. Đó. Còn em đang để ý đây mình có cái phần phông xanh nhé anh. Thì không biết cái phần này có phải là phần bắt buộc nếu mà setup cái như thế này không anh? Phông xanh thì nó không bắt buộc. Đối với shop nào mà chúng ta có điều kiện đầu tư một cái góc livestream nó xinh xắn hoặc là ok thì chúng ta không cần phải xài phông xanh. Hoặc là nếu mà chúng ta không có thích cái background thật, chúng ta nếu thích một cái nó ảo ảo xíu thì chúng ta nên xài phông xanh. Sau đó ở trên app Shopee có tính năng mà key phông, thì chúng ta sẽ key phông và chúng ta gắn vào bất kỳ một cái background nào mà chúng ta thích là được.
Dạ vâng, cũng là một trong những cái tính năng rất là hay của Shopee đúng không anh? Và với như em thấy anh đang giới thiệu về các cái combo thiết bị như thế này á, thì không thông thường thì các anh chị seller nên setup ra sao để cho nó gọi là tối ưu và hiệu quả nhất anh nhỉ? Thì khi mà setup ánh sáng á, chúng ta cần phải lưu ý hai thứ. Thứ nhất là chúng ta phải cho mặt của nhân vật, của hot đủ sáng. Ok. Thứ hai là cái sản phẩm chúng ta lên live á, nó không bị cháy sáng. Tại vì thường sản phẩm, có những sản phẩm nó có màu trắng hoặc là cái nhãn mác nó bóng mà chúng ta không biết cách setup ánh sáng á, thì nó sẽ dễ bị cháy sáng và cái trải nghiệm về sản phẩm ở trên livestream của người dùng không được tốt. Dạ vâng, và có một vài các anh chị nhà em khi mà livestream á, thì các anh chị mặc dù là cũng có sắm hai cái đèn shop box như thế này rồi, nhưng mà khi livestream thì ánh sáng nó vẫn kiểu nhập nhòe không đầy đủ ấy anh, thì không biết là có cái cách nào tối ưu lại cái phần đấy không anh nhỉ? Thì đó, thì vẫn về cái phần ánh sáng thì chúng ta phải biết cách là xử lý bao nhiêu là đủ, khoảng cách như thế nào là phù hợp cho cái set light hiện tại. Ví dụ như mình đang bán những cái sản phẩm nhỏ như thế này hoặc là mỹ phẩm thì chúng ta sẽ set up kiểu khác. Và nếu chúng ta bán về thời trang hoặc là bán về đồ gia dụng, sản phẩm lớn hơn thì chúng ta phải set up kiểu khác. Đó, thì chúng ta phải có một chút tìm hiểu về kiến thức về ánh sáng thì chúng ta nên mới có thể setup nó hiệu quả được. Dạ vâng, và đây hiện tại đang là mức cơ bản đúng không anh? Thì còn cái mức nào mà anh có thể giới thiệu thêm với các anh chị nhà bán hàng được không ạ? Thì để anh dắt em qua một phòng có thiết bị nhiều hơn. Dạ vâng. Và rộng hơn thì để anh giải thích cho em ha. Dạ vâng anh. Rồi, đây là một phòng live lớn, có đầu tư nhiều đèn, nhiều thiết bị livestream. Đó. Thì cái câu hỏi của em là làm sao mà khi mà nhiều thiết bị rồi làm sao nó vẫn không được như mình mong muốn, thì có nghĩa là khi chúng ta đầu tư thiết bị thì chúng ta phải biết cách vận dụng và xử lý những cái thiết bị mà mình đầu tư. Có nghĩa là khi mà chúng ta đầu tư đèn thì chúng ta phải biết cách setup đèn. Ví dụ như là tùy vào cái sản phẩm của mình đang bán là gì, ví dụ như mỹ phẩm hay thời trang hay là gia dụng gì đó, đúng không? Thì chúng ta phải biết cách là đặt cái vị trí của cái đèn là bao xa, đúng không? Khoảng tầm 2m hay 3m hoặc là gần hơn, hoặc là cường độ của đèn là bao nhiêu, không phải là cứ đèn bao nhiêu là mình bật hết công suất bấy nhiêu. Đó, nó phải phù hợp với cái sản phẩm của mình đang bán là gì. Thì và cái cân chỉnh ở trên thiết bị camera cũng rất quan trọng. Ánh sáng mình cân chỉnh ok rồi, nhưng ở trên thiết bị camera chúng ta cũng phải biết cách để cân chỉnh màu sắc, làm sao để lên hình nó được rõ, sắc nét và nó chân thực nhất có thể. Đó. Dạ vâng anh Tuấn ơi, thì em có một câu hỏi nữa là với các sản phẩm mà nhỏ ấy anh, mà mình sẽ livestream bán thân, hoặc đối với các sản phẩm mà mình cần livestream toàn thân á, thì nó có sự khác biệt nào trong cách setup anh nhỉ? Tùy từng sản phẩm mình bán là gì thì chúng ta sẽ có cách setup vị trí đặt camera nó khác nhau. Ví dụ như đối với những sản phẩm nhỏ thì chúng ta nên đặt camera ở gần để người xem cảm thấy được là cái hình ảnh nó hiển thị rõ ràng, sắc nét hơn. Còn nếu mà sản phẩm nhỏ mà chúng ta đặt camera xa quá thì trên livestream người ta sẽ không thấy được rõ sản phẩm của mình. Ngược lại nếu như mà live thời trang thì chúng ta nên đặt góc máy nó hơi thấp một xíu để nó tôn cái dáng của mẫu của hot lên. Đó, và nó show ra được đầy đủ thông tin của sản phẩm. Tuy nhiên khi mà chúng ta quyết định đầu tư về thiết bị máy quay, đèn và những thiết bị liên quan thì chúng ta cần phải cân nhắc là nhu cầu của chúng ta có khai thác hết được tính năng cũng như là tất cả những thiết bị chúng ta đầu tư hay không. Chúng ta phải vận hành nó một cách hiệu quả. Còn nếu mà chúng ta cảm thấy chưa khai thác được hết thì chúng ta nên cân nhắc là đầu tư vừa phải. Và nếu trong những cái chiến dịch lớn trong năm thì chúng ta có thể sử dụng những ekip livestream chuyên nghiệp bên ngoài, thì đó cũng là một cái sự lựa chọn tối ưu. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến thăm với hậu trường của phiên livestream chiến dịch của Shopee sẽ diễn ra như thế nào. Hi, xin chào tất cả các anh chị, lại là Tùng Sun đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng thâm nhập một buổi livestream chiến dịch của Shopee nha. Các anh chị hãy theo chân Tùng Sun nhé. Wow. Nó bị
Quả thật là nhiều rất nhiều trang thiết bị đúng không anh chị ơi? Và các anh chị có thể thấy này, ở trên đằng vừa rồi các anh chị đang nhìn là rất nhiều của dàn đèn của phía Shopee cùng hệ thống máy móc. Và đây là tất cả các bạn nhân viên đang hỗ trợ cho một phiên live stream của Shopee chiến dịch sẽ như thế nào. Và chúng ta sẽ cùng gặp lại anh Tuấn nha, để có thể một vài câu hỏi với anh Tuấn luôn. Vâng, xin chào anh Tuấn ạ. Dạ vâng, và hiện tại em đang thấy nhà mình đang setup một phiên live stream chiến dịch của Shopee đúng không anh? Và bây giờ em có một vài câu hỏi nhỏ nhỏ để đặt cho anh, để hỏi xem về cái trên phiên live stream ngày hôm nay nhá. Thì hiện tại em đang thấy là mình đang setup rất rất nhiều máy quay cùng với cả một dàn máy rất nhiều này ấy. Thì không biết là mình setup như thế này, sao có lý do gì mình phải setup như nhiều như này không anh? Tụi anh đang chuẩn bị một cái phiên live là có tham dự của KOL khách mời. Thì hiện tại là sẽ có 3 KOL tham gia ở trong phiên live này. Thì anh cần phải chuẩn bị nhiều góc máy và để bắt được nhiều cái khoảnh khắc và nhiều cái góc độ của KOL. Thì họ sẽ chơi game vừa bán hàng. Thì đây là một cái chương trình thiên về giải trí. Thì về thiết bị thì anh phải chuẩn bị rất là nhiều. Ở đây là cái bàn trộn hình. Thì cái bàn này thì anh sẽ đưa tất cả các camera input vào đây. Thì cái này tối đa sẽ được 12 camera đưa vào đây. Thì hệ thống âm thanh như vậy thì anh sẽ phải gắn mic cho từng KOL. Đó, thì ở đây cái bàn switch, bàn mixer này thì mình sẽ gắn 4 mic của KOL ở đây. Đây là cái máy tính để mình live stream, mình để luôn trực tiếp bằng cái máy này. Ở đây là hệ thống máy tính để làm bắt đèn và các bạn BMO và bạn bên kịch bản sẽ follow với các KOL. Ồ, vậy tại sao anh Tuấn ơi lại có phải bắt buộc có cần về tất cả nhiều thiết bị như này không anh? Nhiều thiết bị này thì nó phải tùy thuộc vào cái nhu cầu của mình đang làm là cái gì. Hiện tại thì bên anh đang chuẩn bị một phiên live là có nhiều KOL tham gia. Thì anh phải có nhiều góc máy để bắt được những cái khoảnh khắc và những cái khung hình của KOL. Và nếu mà chỉ một góc máy không thì mình sẽ không đủ bắt hết những khoảnh khắc của người chơi tham gia cái live stream này. Vậy anh Tuấn ơi, anh có thể cho em tham quan qua về cái khâu setup của nhà mình được không ạ? Hiện tại là mình sẽ có 4 camera mình setup sẵn. Tất cả các camera này thì anh sẽ đưa thẳng về cái hệ thống và switch. Thì khi mà lên live thì anh sẽ điều khiển những camera với các bạn quay phim và để chúng ta đưa những cái hình ảnh đẹp nhất lên cho người xem. Vậy các bạn máy tính ở đây thì cũng đều có những cái nhiệm vụ riêng đúng không anh? Mỗi máy đều có nhiệm vụ riêng đúng không ạ? Đúng rồi. Thì hiện tại cái máy này là cái máy để mà live stream chính ở trên app Shopee. Còn những cái máy bên đây sẽ là cái máy dự phòng. Máy bên kia là cái máy dành cho BMO xử lý những vấn đề ở trên live stream, tung voucher, tung sản phẩm, hiển thị sản phẩm, lên xu và tạo những cái mini game mà ở trên hệ thống app của Shopee hỗ trợ. Vậy là chúng ta sẽ có thêm một máy riêng hoàn toàn để setup các chương trình khuyến mãi của Shopee này, tung xu, vòng quay may mắn này, voucher và đặc biệt là ghim giá sản phẩm trong live đúng không anh? Đúng rồi. Ok ạ. Với một set live stream trên tầm khoảng 20 người thì chúng ta sẽ có thêm các bạn mà hỗ trợ chuyên về hình ảnh này các anh chị. Và đặc biệt là sẽ có thêm một bạn đội PMO để có thể gắn giá trong phiên live nhá. Chạy các chương trình khuyến mãi của Shopee và đặc biệt là gì? Tung xu, không tránh bỏ quên các chương trình khuyến mãi của phía Shopee này. Và đặc biệt là sẽ có thêm các bạn nữa là các bạn hỗ trợ các bạn host trong quá trình live stream. Và không thể thiếu được các anh chị ơi là một dàn máy của máy quay đúng không các anh chị? Một dàn máy này và thêm một dàn đèn có thể hỗ trợ về hình ảnh, âm thanh và ánh sáng trong quá trình các anh chị live stream. Qua đây chúng ta đã có những cái hình dung trực quan về các trang thiết bị và thiết lập stereo. Còn về vận hành live stream cá nhân và live stream đội nhóm thì sao ta? Cùng Shopee Uni sang phần tiếp theo nha. Hết rồi nha, hết màu đen rồi. Nên mọi người ơi, em còn màu khác nha. Đây, có khách hàng là yêu cầu gì ạ? Yêu cầu là mặc thử màu nâu đi. Màu nâu này có rất nhiều nha, không biết là mọi người muốn màu nào đây. Đây, đây, màu nâu này. Màu nâu đây mọi người ơi, màu nâu đây. À, đây nha, có trên tay nữa này. Nữa nhá, cũng màu nâu. Đây, hiện tại là chiếc áo em đang cầm trên tay là màu nâu. Với set live stream một người, thông thường các anh chị sẽ gặp một vài khó khăn như sau. Khó thao tác setup chương trình khuyến mãi live stream của Shopee và thông thường các anh chị rất hay bỏ quên comment của khách hàng. Và đặc biệt, khi anh chị live stream từ 2 đến 4 tiếng, thông thường các anh chị sẽ rất hay bị mệt và bị hụt hơi đúng không anh chị?
Nhưng mà với tiềm lực của các shop có hạn thì các shop vẫn hoàn toàn có thể live stream một người được nha. Và Tùng Xuân có thể chia sẻ các anh chị một vài tip nhỏ để các anh chị có thể khắc phục những yếu tố vừa rồi. Anh chị có thể cầm một chiếc điện thoại setup phần tài khoản phụ cho em nha, để setup các chương trình khuyến mãi live stream trên Shopee và đọc bình luận của khách hàng. Và đặc biệt là khi các anh chị live stream từ 2 đến 4 tiếng, các anh chị vẫn có thể ngắt nghỉ ngơi được để tránh hụt hơi nha. Và khi tiềm lực của các shop đã đạt một mức nào đó, các anh chị có thể setup cho em một đội nhóm từ 2 đến 4 người để có thể một buổi live stream tốt hơn. Đã lên live nha mọi người ơi. Vâng, chào mừng tất cả các anh chị đã đến với phiên live nhà Polo Nam ngày hôm nay nha mọi người ơi. Hôm nay shop nhà em có gì ạ? Hôm nay shop nhà em sẽ có rất là nhiều deal hời cho mọi người nha. Và đặc biệt là tụi em có những sản phẩm của bộ sưu tập mới và tụi em sẽ xả trong ngày hôm nay nha. Cho nên là anh chị nào mà muốn chốt ngay những cái đơn hàng mới, hoặc là những anh chị nào mà chốt ngay những cái sản phẩm mới nhất của nhà bên em, thì các anh chị để lại comment nha mọi người ơi. Đẩy view cho tụi em nha. Và tụi em sẽ tung xu ngay cho cả nhà. Mọi người ơi, bật mí luôn giá nhở. Giá nhà hôm ngày hôm nay nhà em nhá, 4x. Đối với những set live stream đội nhóm từ 2 người trở lên, thông thường sẽ có một bạn hỗ trợ setup giá chỉ có trên live, ghim sản phẩm, tung xu và những bình luận bỏ sót của khách hàng. Và đặc biệt, bạn sẽ thao tác trên một thiết bị khác để tránh làm rung lắc thiết bị live stream. Còn đối với các bạn host, sẽ chuẩn bị kịch bản này, phân công rõ ràng và phối hợp với nhau nhuần nhuyễn nhất để có một buổi live stream tuyệt vời nhất. Cụ thể, muốn biết cách tối ưu nâng cao hiệu quả live stream, chúng ta hãy đến với phần hấp dẫn nhất, 10 yếu tố vàng trong làng live stream, với phần hướng dẫn của cô Lai, đại diện của Shopee Uni nha. Hi, xin chào mọi người, mình là cô Lai đây. Sau 2 phần trên thì chắc hẳn chúng ta cũng đã biết cách để có thể bắt đầu một phiên live stream rồi đúng không? Vậy thì sau đây cô Lai sẽ chia sẻ thêm cho mọi người 10 yếu tố vàng trong làng live stream để giúp chúng ta có thể chinh phục được công cụ này nhé. Vậy thì trước khi chia sẻ công thức 10 yếu tố vàng thì cô Lai cũng muốn nhắc các shop một điều rất quan trọng. Đó chính là chúng ta cần phải xác định được mục tiêu tối ưu của shop mình. Thứ nhất là tăng lượt xem, thứ hai tăng lượt tương tác, và thứ ba là tăng chuyển đổi. Vậy thì tất cả những điều này là điều mà ai cũng muốn, nhưng mà bắt đầu từ đâu và làm những gì thì chưa chắc ai cũng biết. Cô Lai sẽ gợi ý cho mọi người những cái công thức tối ưu dễ hiểu nhất, dễ thực hiện nhất. Vậy thì đối với live stream, điều cần quan tâm đó chính là tối ưu chất lượng của phiên live. Tiếp theo mình cũng cần phải tăng độ tín nhiệm của shop và đặc biệt là đẩy mạnh các chiến lược của sản phẩm. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Và đây chính là 10 yếu tố vàng trong làng live stream đã được Shopee Uni chia vào từng nhóm để các shop chúng ta dễ dàng nắm bắt nhất. Vậy thì mọi người hãy cùng với cô Lai xem thử chúng ta có những cái yếu tố gì cần lưu ý nhé. Vậy thì một video live stream nếu muốn giữ được người xem và chốt được đơn thì chắc chắn cần phải đạt được những cái chất lượng về không gian, âm thanh và ánh sáng nữa. Vậy thì đầu tiên cô Lai sẽ nói về không gian. Nếu như một bối cảnh live stream của chúng ta quá rối mắt và mất thẩm mỹ thì có thể khiến người xem họ bỏ qua cái phiên live stream đó, hoặc là họ mất cảm tình để có thể chốt được đơn hàng. Vì vậy các anh chị hãy lưu ý cho cô Lai những cái điểm sau. Thứ nhất, hãy bày trí thiệt là sạch sẽ và ngăn nắp. Thứ hai, màu sắc phải thật sự phù hợp với thương hiệu và không rối mắt. Vậy thì nếu như không gian của chúng ta tạo ra mà nó có một cái tính thẩm mỹ và sáng tạo thì chắc chắn sẽ là một điểm gây ấn tượng vô cùng với khách hàng của chúng ta. Sản phẩm và nhân vật xuất hiện ở trong khung hình phải ở vị trí trung tâm, phải thấy được rõ hình ảnh của sản phẩm chính. Và đặc biệt, mắt nhìn của người dẫn live nên ở vào khoảng 2/3 so với khung hình là tối ưu. Những điểm này các shop lưu ý khi mình bày trí bàn live và căng góc máy cho phù hợp nhé. Đối với âm thanh cũng vậy, chúng ta có thể tận dụng được những cái thiết bị có sẵn, ví dụ như là đầu thu của điện thoại hoặc là máy tính. Nhưng cô Lai khuyên các shop chúng ta nên đầu tư mic riêng, vì thật ra nếu chúng ta sử dụng thì cũng sẽ sử dụng lâu dài, lại tạo được những cái sự khác biệt trong phiên live stream. Âm lượng cũng cần ở mức vừa đủ nghe, không có quá nhỏ hoặc là quá ồn. Đặc biệt là vấn đề về nhạc nền, chúng ta nên lựa chọn những cái bản nhạc phù hợp, tránh làm mất sự tập trung của người xem. Ví dụ như shop chúng ta đang bán hàng xả kho giá sốc mà mình lại lựa chọn bật nhạc thiền tĩnh tâm thì có phù hợp không? Đó, vậy thì ngoài ra các anh chị chúng ta cũng có thể lựa chọn những cái bản nhạc theo những cái mùa lễ hội trong năm. Ví dụ như mùa xuân thì chúng ta có thể lựa chọn những cái bản nhạc Tết. Đặc biệt, một cái lưu ý cuối cùng cũng rất là quan trọng, đó chính là các shop hãy lưu ý lựa chọn cái phần nhạc bản quyền ở trong cái phiên live stream của mình nữa nha. Vậy thì ánh sáng cũng cần được phải đảm bảo những cái tiêu chí cơ bản.
Thứ nhất là không thiếu sáng hoặc là thừa sáng. Vì nếu như quá tối hoặc là quá cháy sáng sẽ ảnh hưởng ngay trực tiếp đến chất lượng hình ảnh. Và chúng ta cũng phải nên kiểm soát được cái nguồn sáng để nó giúp cho chúng ta có thể tôn được sản phẩm và nhân vật ở trong phiên live stream. Các shop hoàn toàn có thể tận dụng được những cái ánh sáng tự nhiên ban ngày hoặc là ánh sáng phòng. Tuy nhiên, nếu chúng ta có điều kiện hơn thì cô Lai gợi ý các shop á, chúng ta nên trang bị thêm đèn và các thiết bị lọc sáng phù hợp. Khi mà cô Lai đi khám live cho các shop thì những cái lỗi cơ bản mà cô Lai rất hay gặp đó chính là: thứ nhất là thiếu sáng hoặc là không thấy rõ sản phẩm. Thứ hai là cái bối cảnh live stream rất là bừa bộn và rối mắt. Thứ ba là tín hiệu của mọi người á, nó hay chập chờn, vừa xem vừa lát lát nè. Và đặc biệt âm thanh á, đôi lúc thì quá nhỏ, đôi lúc thì lại quá ồn, nghe không có rõ hết nói gì. Và hiển nhiên khi chúng ta gặp những cái live stream với những cái trải nghiệm không tốt, mọi người có ở lại trong cái phiên live stream đó để xem hay là không? Chắc chắn là không rồi, cô Lai là cô Lai sẽ lướt đi ngay lập tức. Do vậy, những cái yếu tố về chất lượng live stream sẽ gây ấn tượng ban đầu, giúp người xem có mong muốn ở lại phiên live stream của chúng ta hay không, hay sẽ rời đi vì ngoài kia còn vô vàn những cái sự lựa chọn khác tốt hơn, đúng không? Vậy thì khi hình ảnh live stream của chúng ta tốt rồi, người xem cũng ổn định rồi, thì các shop cũng cần phải nghĩ tới những cái yếu tố sẽ giúp chúng ta có thể tăng được cơ hội để khiến cho khách hàng có thể chốt đơn liền. Vậy thì cô Lai sẽ gợi ý những cái yếu tố tiếp theo, đó chính là trang trí shop. Vậy thì hình ảnh và thông tin nó phải chuyên nghiệp, uy tín, phải tạo được sự khác biệt và nhận diện được thương hiệu riêng của shop. Đặc biệt phải làm cho nổi bật những cái chương trình khuyến mãi và các sản phẩm bán chạy. Đối với Shopee Live, khung giờ và lịch live stream sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng người xem của shop chúng ta. Vậy thì một số khuyến nghị từ Shopee, anh chị chúng ta nên chú ý. Thứ nhất, hãy duy trì tần suất live stream đều đặn, ít nhất là 3 đến 4 phiên trên một tuần. Thứ hai, lịch live cũng phải cố định hàng ngày, hàng tuần để mà tạo thói quen cho khách hàng. Thứ ba, hãy chú ý thời lượng tối thiểu của mỗi phiên live, ít nhất là từ 60 phút. Đặc biệt, hãy lựa chọn những cái khung giờ cao điểm, khung giờ phù hợp với khách hàng tùy theo mục tiêu mà shop hướng tới. Tuy nhiên, mọi người hãy nhớ một điều là chúng ta không nên live stream một cách ngẫu hứng và không có lịch cố định. Hoặc là khi lên phiên live thì thời gian rất ngắn, bởi vì làm như vậy chúng ta sẽ không đủ thời gian để có thể tiếp cận khách hàng và tư vấn cho khách hàng của chúng ta chốt đơn. Sau đây sẽ là một số lịch live stream mà cô Lai nghĩ là nó sẽ phù hợp với đại đa số tất cả các anh chị người bán của chúng ta. Chúng ta có thể chia lịch live theo 3 dạng: định kỳ, chiến dịch và chiến dịch lớn. Vậy thì đầu tiên, đối với lịch định kỳ, ngoài lịch cố định hàng tuần, các shop có thể kết hợp với những cái kịch bản live stream như là hàng mới về, bộ sưu tập mới, giảm giá đặc biệt trong tuần, hàng restock hoặc là hàng xả kho. Hai là theo lịch chiến dịch. Tùy theo từng ngành hàng mà Shopee Live sẽ có ngày hội ngành hàng riêng, ví dụ như là chương trình thứ 6 mặt đẹp, hoặc là theo những cái gói chương trình mà shop chúng ta đã đăng ký trước như là thứ 4 free ship. Ngoài ra, các shop cũng có thể tự tạo cho mình những cái phiên live theo những cái ngày lễ ở trong năm nè, những cái sự kiện riêng của shop, chẳng hạn như là sinh nhật nè, hoặc là khai trương, chi nhánh mới. Và cuối cùng là lịch theo chiến dịch lớn. Chắc chắn là các anh chị shop của chúng ta không thể nào bỏ lỡ những cái ngày sale lớn như là ngày đôi của Shopee, ngày sinh nhật Shopee, hoặc đặc biệt là những cái dịp lễ lớn trong năm như là lễ Giáng sinh. Vậy thì nếu như chưa biết bắt đầu từ đâu, các shop có thể bật ngay live stream vào những cái khung giờ đặc biệt này để chúng ta đón được những cái lượt khách tự nhiên trong những cái khung giờ cao điểm này nha. Yếu tố thứ 6 là truyền thông cho phiên live của mình. Cần phải chú ý 3 giai đoạn: trước, trong và sau live stream. Cụ thể từng phần, cô Lai có hướng dẫn chi tiết như trên màn hình. Các shop có thể chụp lại màn hình, lưu lại để áp dụng nha. Và nếu các shop nào còn những cái mẹo hay hơn về truyền thông cho phiên live, đừng ngại chia sẻ cho cô Lai nha. Không nhất thiết là anh chị chúng ta là người trực tiếp dẫn dắt cái buổi live stream đó. Chúng ta hoàn toàn có thể giao cho nhân viên, hoặc là chúng ta thuê những cái bạn chuyên về live stream để có thể tăng được độ thu hút của phiên live. Vậy thì những cái tiêu chí nào sẽ giúp chúng ta lựa chọn được cái nhân vật phù hợp? Cô Lai gợi ý cho mọi người hai cái tiêu chí sau. Một, người dẫn dắt cái buổi live stream cần phải phù hợp với thương hiệu và sản phẩm của shop mình. Hai là sự chuẩn bị về kịch bản và có tìm hiểu về sản phẩm. Người dẫn dắt ở trong cái buổi live stream chắc chắn cần phải có kiến thức vững về sản phẩm, thương hiệu và tác phong chuyên nghiệp, tạo được những cái nội dung phù hợp và nhạy bén với thông điệp của thương hiệu. Ví dụ ha,
một người xem họ vừa bình luận là họ muốn tư vấn cái mã 101 thì người dẫn dắt phải biết ngay cái sản phẩm đó là sản phẩm nào. Ngoài ra, Shopee cũng có hỗ trợ cho anh chị kết nối đến những cái bạn KOL phù hợp đối với shop của mình. Giỏ hàng khi like của Shopee Like có thể chứa hàng trăm sản phẩm. Nhưng mà bạn có biết làm sao để sắp xếp giỏ hàng một cách hiệu quả không? Hãy để cô Like mách cho các bạn một mẹo nhỏ nha. Shop chúng ta có thể thêm nhiều cái sản phẩm, nhưng mà theo kinh nghiệm của cô Like, với thời lượng like tầm 1 đến 2 tiếng thì các shop chúng ta nên tập trung tư vấn tầm 6 đến 10 sản phẩm thôi để tối ưu việc tư vấn và chuyển đổi đơn hàng. Các sản phẩm ở trong giỏ hàng thường sẽ được chia thành những cái nhóm sau: sản phẩm chủ lực, sản phẩm đinh, sản phẩm lợi nhuận cao, sản phẩm phễu và sản phẩm chim mồi. Nhân vật trong phiên live rồi, sắp xếp giỏ hàng cho hiệu quả cũng nói rồi. Vậy anh chị có đoán được yếu tố tiếp theo cô Like sẽ chia sẻ cho mọi người là gì không ạ? Đó chính là yếu tố về kịch bản khi live stream. Việc chúng ta chuẩn bị một kịch bản chỉnh chu sẽ giúp mình dễ dàng làm chủ phiên live hơn. Kịch bản khi live stream cũng sẽ gồm có 3 phần: mở đầu nồng nhiệt, nội dung chính hấp dẫn và kết thúc ấn tượng. 3 bước đơn giản sau sẽ giúp chúng ta mở đầu nồng nhiệt và đầy thân thiện để làm cầu nối đến phần nội dung chính. Bước 1, hãy chào đón người xem của chúng ta thật nồng nhiệt và thân thiện. Ví dụ nha. Rồi, xin chào mừng tất cả các anh chị đã đến với phiên live stream của nhà Poloman ngày hôm nay nha mọi người ơi. Bước 2, hãy luôn tương tác để kết nối với khách hàng. Ví dụ. Đó, mọi người ơi, chào em đang mặc, mọi người thấy có đẹp không ạ? Đẹp thì comment số 1 giúp em. Nào, mọi người comment số 1 đi nào. Và bước 3, khi lượng người xem và tương tác đã ổn định, các shop chúng ta hãy dẫn sang phần nội dung chính. Khi trình bày về sản phẩm, chúng ta cũng nên nói về lợi ích và giá trị mà sản phẩm này mang lại. Anh chị chúng ta nên chia từ 3 đến 5 ý chính là được. Lợi ích của sản phẩm có thể chia làm hai dạng: lợi ích hữu hình và lợi ích vô hình. Ví dụ như mình đang bán kem trắng răng đi, vậy thì lợi ích hữu hình chắc chắn là làm răng chúng ta trắng sáng rồi, đều màu hơn rồi. Vậy thì lợi ích vô hình thì như thế nào? Đó chính là sẽ giúp cho chúng ta tự tin hơn khi giao tiếp với mọi người, sẵn sàng khoe nụ cười xinh xắn, đúng không nè? Khi nói về lợi ích, chúng ta cũng sẽ giới thiệu chi tiết về sản phẩm từ ngoài vào trong như thế nào, so sánh được sự khác biệt và nhấn mạnh những cái điểm nổi bật. Càng tốt hơn nữa nếu như chúng ta có thể đưa ra những cái lý do vì sao nên lựa chọn sản phẩm này, các minh chứng và trải nghiệm thực tế. Quay lại ví dụ về kem đánh răng lúc nãy ha. Đầu tiên, chúng ta có thể review từ bao bì sản phẩm, sau đó đến tuýt kem, sau đó đến chất kem bên trong và những cái cải tiến của dòng kem này so với trước đó. Ví dụ là em đã dùng trong 2 tuần thôi là mọi người đã thấy răng em trắng sáng lên hẳn luôn rồi, đúng không? Tiếp theo đó, để tăng độ uy tín, shop có thể cam kết với khách hàng. Một tip mà cô Lai rất thường hay sử dụng đó chính là chiến lược 3-0, 3-có từ nhãn hàng và nhân vật. Ví dụ nha. Mọi người ơi, chất lượng áo tụi em là đảm bảo cho mọi người là chất lượng tốt nhất nha. Bước tiếp theo, để tăng tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng, hãy sử dụng một số hiệu ứng như là hiệu ứng đám đông, hiệu ứng chim mồi hay hiệu ứng khan hiếm. Ví dụ nha. Anh chị ơi, giá tốt này bên em chỉ còn đúng 5 suất cuối cùng thôi, nhanh tay chốt đơn đi anh chị. Để có thể chốt đơn lần 2, anh chị chúng ta cũng có thể sử dụng phương pháp so sánh giá. Và các shop chúng ta cũng hãy luôn nhớ lặp lại và nhấn mạnh những cái sản phẩm, những cái thông tin quan trọng vì người xem họ sẽ ra vào liên tục trong một phiên live. Khi mà chúng ta chuẩn bị kết thúc một phiên live, các anh chị chúng ta đừng vội vàng tắt ngay phiên live nha. Hãy gửi lời cảm ơn chân thành đến những cái khách hàng của chúng ta. Hãy tiết lộ về lịch live tiếp theo và những ưu đãi sắp tới của shop. Cuối cùng, phân tích dữ liệu là phần mà các shop cần phải nắm để đánh giá hiệu quả các bước tối ưu mà mình đã thực hiện. Thứ nhất, các chỉ số về lượt xem và khách hàng thể hiện được khả năng thu hút và giữ chân người xem của các công cụ, thưởng xu, chia sẻ lịch live stream qua mạng xã hội, mini game, kịch bản live stream, thời gian xem trung bình sẽ phản ánh được mức độ hấp dẫn của phiên live đó. Các chỉ số về đơn hàng và sản phẩm thể hiện hiệu quả chuyển đổi của phiên live, giá trị của các sản phẩm trong giỏ hàng live, các sản phẩm đã được bỏ vào giỏ hàng, click xem sản phẩm và được mua nhiều nhất trong từng phiên live. 3. Các chỉ số về tài chính như số xu đã dùng, mã giảm giá, doanh thu để đánh giá hiệu quả tài chính của kênh live stream. Dù đã có rất nhiều những cái thông tin hướng dẫn live stream ở trên Shopee, nhưng mà điều các shop luôn thắc mắc đó chính là logic hiển thị là gì,
cơ chế vận hành ra làm sao. Và thậm chí có người còn hỏi cô Lai là thuật toán ở trên Shopee Lai là gì. Vậy thì những cái bí mật này sẽ được giải đáp ở trong lớp Học Lai Điêu Luyện Mức Nâng Cao nha. Sao nghe thấy lớp học trực tiếp tự nhiên thấy nhiều nội dung hot quá ta. Vậy thì để làm sao có đủ kiến thức cơ bản tham gia lớp nâng cao, mọi người đã biết phải làm gì chưa? Đó chính là chúng ta cần phải học xong lớp cơ bản ở video này đã nha. Cơ bản của cơ bản, đó chính là mình like ở trên Shopee thì mình cần phải hiểu được chính sách và quy định của Shopee nha. Shopee Live là kênh livestream của Shopee nên các quy định cũng tuân theo tiêu chuẩn cộng đồng của toàn sàn. Trong đó, quy định về đăng ký bán sản phẩm cũng được áp dụng đồng bộ khi các shop mình bán sản phẩm qua livestream. Và điều mà cô Lai muốn các shop lưu ý đó chính là Shopee luôn ghi nhận những cái phản hồi của người dùng để có thể cập nhật những cái quy định, chính sách mới phù hợp với nhu cầu mua bán của người dùng hơn. Điểm nhanh các loại vi phạm trên Shopee Live bao gồm các yếu tố liên quan đến nội dung và chất lượng của buổi phát trực tiếp, người phát trực tiếp và các hành vi gian lận. Các hành vi này sẽ được tính theo mức độ nghiêm trọng để có các hình thức xử phạt tương ứng, từ nhắc nhở, hạn chế hiển thị cho đến ngừng buổi livestream của bạn. Quy định đã có rất chi tiết rồi, các bạn có thể xem thêm bằng cách quét mã QR code này nhé. Sau khi đã đi qua 4 phần kiến thức, vậy thì làm sao để chúng ta ứng dụng những cái kiến thức ấy hiệu quả cho từng ngành hàng và sản phẩm của shop? Phần này cô Lai sẽ mời bạn Tùng Xuân, đại diện đến từ Shopee Uni sẽ cùng chia sẻ với cô Lai nha. Xin chào các anh chị, em là Tùng Xuân đã quay trở lại rồi đây. Phần tiếp theo, em sẽ bật mí một số kinh nghiệm thực chiến livestream trên Shopee. Anh chị đừng rời khỏi màn hình nha. Để ứng dụng tốt theo ngành hàng, mình cần phải hiểu, hiểu mình, hiểu khách hàng và hiểu sàn. Liệu ai là người hiểu sản phẩm và thương hiệu của mình nhất? Chắc chắn chính là các anh chị chủ shop rồi. Ở đây, em sẽ hệ thống lại những yếu tố mình cần phải hiểu và phân tích là 6 yếu tố: sản phẩm, khuyến mãi, giá cả, nơi và cách hiển thị, nhân sự và cuối cùng là quy trình. Em cho các anh chị một vài giây để ghi chép và chụp lại màn hình nha. Dạ được chưa ạ? Các anh chị nhà mình đã chụp màn hình xong rồi chứ ạ? Đến với phần hiểu khách hàng thì điều mình cần nắm rõ đó chính là xác định chân dung khách hàng và hành vi của họ. Để bán tốt, mình cần phải hiểu biết khách hàng của mình là ai, tâm tư của họ ra sao, nguyện vọng của họ như thế nào qua việc tìm hiểu khu vực địa lý, nhân khẩu học, tâm lý, hành vi, nhu cầu và cuối cùng là động lực. Vậy làm thế nào để mình có thể thu thập thông tin khách hàng hiệu quả? Cực kỳ đơn giản, anh chị hãy mở kênh người bán và bắt đầu tìm tòi số liệu phân tích ở kênh người bán nha. Cách thứ hai, mình có thể thu thập thông tin khách hàng thông qua tương tác trực tiếp trên livestream, các đánh giá từ đơn hàng nha. Thứ ba, đó là tham khảo các dữ liệu bên ngoài. Đây là nguồn tài nguyên vô cùng phong phú, các anh chị có thể thêm nhiều góc nhìn về ngành hàng và xu hướng tại đây. Rồi mình sẽ quan sát để nắm bắt được hành trình của khách hàng qua kênh livestream, từ lúc nhìn thấy livestream đến khi chốt đơn và sau khi đã mua. Trải nghiệm sản phẩm thì như thế nào, chứ không chỉ là dừng lại ở khúc tiếp cận thôi đâu ạ. Cuối cùng là hiểu sàn, hiểu nền tảng mà anh chị đang livestream, hay nói nhanh là hiểu Shopee Live đó ạ. Vậy thì mình sẽ cần phải nắm được các chiến dịch lớn nhỏ của toàn sàn, những chương trình hỗ trợ riêng theo từng ngành hàng và cuối cùng là phương thức vận hành của người bán trên Shopee có những đặc trưng gì mình phải luôn cập nhật và ứng dụng. Phần này có khó không ạ? À? Không hề khó chút nào, vì Shopee luôn cung cấp rất nhiều những cái kênh cập nhật và hướng dẫn. Lớp học live điêu luyện này cũng là một trong những cái hoạt động của Shopee giúp cho các shop chúng ta có nguồn thông tin tổng hợp, bài bản để hiểu sàn đây ạ. À. Bây giờ mình thực hành với việc lên kế hoạch livestream luôn nha. Trên màn hình là ví dụ một nhóm sản phẩm thuộc ngành hàng thực phẩm chức năng của ngành hàng tiêu dùng. Để có kịch bản livestream bài bản, mình cần thực hiện, phân tích và hiểu nhu cầu khách hàng. Từ đó có thể đưa ra các lợi thế của sản phẩm phù hợp với khách hàng ra sao. Kết quả là một kịch bản livestream hoàn chỉnh. Truyền thông tốt, hình ảnh đẹp, tận dụng tối đa các hỗ trợ từ sàn, vân vân. Theo 10 yếu tố vàng mà cô Lai đã cung cấp ở phần trước, các shop mình còn nhớ chứ ạ? Để dễ hình dung hơn nữa, em mời các anh chị xem những phiên live tham khảo theo từng ngành hàng sau đây nha. Livestream bán phụ tùng xe hơi thì có nhất thiết phải có ô tô không nhỉ? Hay bán dây nhảy thì mỗi lần live có phải nhảy cả buổi hay không? Đó là những câu hỏi mà Shopee Uni thường gặp và rất nhiều những thắc mắc khác về từng ngành hàng này, về logic hiển thị này và còn không nói hết được trên này đâu nha anh chị ơi. Nhưng Tùng Xuân bật mí với các anh chị một tin cực kỳ hot. Shopee Uni sẽ tổ chức
lớp học nâng cao, nhanh tay quét mã QR hiển thị trên màn hình và làm một bài kiểm tra nho nhỏ, sau đó đăng ký tham gia khóa học ngay nha. À, lên like chưa ạ? Lên like chưa ạ? Bộ phận kỹ thuật cho mình xin tí thông tin ạ. Dạ, mình like ngay cho cả nhà ơi. Ok chưa ạ? Ok chưa? Nhá. Sẽ dành em một cái phòng lớn hơn, có nhiều đèn hơn để giải thích cho em ạ. Dạ vâng. Câu bị đi. Shopee Live. Học Live Yêu Đình. Yeah. Shopee.